Đền Gióng Sóc Sơn, hay còn gọi là núi Sóc, thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Khởi nguồn của quần thể di tích này chỉ là một miếu thờ Đổng Thiên Vương rất nhỏ, được xây dựng từ thời vua Đinh Tiên Hoàng. Trong cuộc đấu tranh chống giặc Tống, vua Lê Đại Hành cùng các tướng sĩ trên đường hành quân đã vào làm lễ cầu Thánh Gióng phù hộ cho trận đấu. Và trong trận đấu này, quân Tống thua lớn, nên khi quay về, vua Lê Đại Hành đã vào lễ tạ và sai người tìm gốc trầm hương để tạc tượng thần, cho xây dựng khu vực này thành vực đền rất uy nghi và phong thành Đền Phù Đổng Thiên Vương. Truyền thuyết kể rằng, thời Hùng Vương thứ 6, có một cậu bé tên Gióng. Cậu bé là người trời, đầu thai, tuy đã 3 tuổi nhưng vẫn không biết nói, biết cười, biết đi, biết chạy. Khi giặc Ân tràn sang xâm lược đất nước thì Gióng bỗng cất tiếng gọi mẹ, nhờ ba mẹ gọi sứ giả của nhà vua vào xin một cái roi sắt, một áo giáp sắt, một con ngựa sắt để đi đánh giặc. Sau khi vua ban những thứ Gióng yêu cầu thì Gióng vươn vai trở thành một chàng trai cường tráng. Gióng đi đến đâu, quân giặc khiếp sợ và bỏ chạy tới đó. Truyền thuyết còn kể rằng, Gióng đánh nhau với giặc, gậy cả roi sắt, bèn nhổ bụi tre bên đường quật vào giặc, và Gióng đuổi quân giặc đến chân núi Sóc. Gióng lên đỉnh núi Sóc quỳ lại ba mẹ rồi cùng ngựa sắt lên trời. Từ đó, mọi người đều gọi cậu là Thánh Gióng. Vua nhớ công lao của Thánh Gióng nên cho lập miếu thờ ở chân núi Sóc và quê nhà của Thánh Gióng. Thánh Gióng còn là một trong 4 vị tứ bất tử của tín ngưỡng văn hóa dân gian Việt Nam. Ông là vị thánh tượng trưng cho tinh thần chống giặc ngoại xâm và sức mạnh của tuổi trẻ. Hiện nay, quần thể di tích Đền Sóc bao gồm Đền Trình, Đền Mẫu, Chùa Non Nước, Chùa Đại Bi, Đền Thượng, Hòn Đá Trồng, Tượng Đài Thánh Gióng và các bia ghi lại lịch sử lễ hội Đền Sóc. Lễ hội Đền Gióng diễn ra trong các ngày từ mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Tượng đài Thánh Gióng tọa lạc trên đỉnh núi Đá Trồng. Tượng Gióng được đúc bằng đồng nguyên chất, có chiều cao 11,07 m, độ vươn ra là 16 m, nặng 85 tấn, là hình ảnh Thánh Gióng đang cưỡi ngựa bay về trời trong dáng vẻ uy nghiêm hùng dũng.